Anh Pha Waraha hất văng dàn ca sĩ Việt hát ở chung kết Hoa hậu Hòa bình tổ chức tại Việt Nam. Vừa qua, trang chủ Miss Grand International đăng tải lịch trình chính thức của cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023 tổ chức ở Việt Nam vào tháng 10, thu hút sự chú ý của các fan sắc đẹp. Đáng chú ý, ông Nawaz, chủ tịch cuộc thi cũng tiết lộ thông tin về việc top 10 năm nay sẽ ở lại Việt Nam để hoạt động sau đăng quang và Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022, Em Pha Waraha xuất hiện trên sân khấu đêm chung kết Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2023. Cùng ngày, chuyên trang sắc đẹp PP The Creative của Thái Lan đăng tải bài viết cho biết Em Pha Waraha tham gia biểu diễn trong tiết mục trình diễn của top 5 tại đêm chung kết. Thông tin này lập tức gây ra những bình luận trái chiều trên các diễn đàn sắc đẹp. Nhiều người cho rằng việc Em Pha Waraha biểu diễn trong đêm chung kết sẽ không đảm bảo tính chuyên nghiệp của chương trình vì cô chưa phải là một ca sĩ tầm quốc tế, xuất thân là ca sĩ trước khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Thái Lan, nhưng giọng hát của Em Pha Waraha được cho là mỏng, yếu, không đảm bảo sự chuyên nghiệp khi hát live. Bên cạnh đó, người đẹp còn thường xuyên bị chỉ trích phản cảm khi biểu diễn. Trước đó, khi biểu diễn cùng rapper nổi tiếng người Thái Lan có nghệ danh Da Boy Way, Anh Pha có những động tác thân mật với anh khiến cô bị chỉ trích. Khi đó, Anh Pha đã lên tiếng khi nhận sự chỉ trích của công chúng. Tờ Tirade trích dẫn lời của cô, nhiều người nói tôi nhảy xấu và phản cảm, nhưng tôi đến buổi biểu diễn với tư cách là ca sĩ, không phải hoa hậu. Từ giờ, tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì. Người đẹp bị cho là ngoan cố, không tiếp thu những ý kiến đóng góp từ khán giả. Ngày 27 tháng 7, tại buổi họp báo khởi động cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2024, Em Pha Waraha cũng bị cho rằng biểu diễn phản cảm, những động tác uốn éo, lắc hông của cô khó coi, không phù hợp với sân khấu một cuộc thi sắc đẹp. Em Pha Waraha sinh năm 1995, đến từ Bangkok, có chiều cao 1m7 và nhan sắc ngọt ngào quyến rũ. Trước khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022, Em Pha Waraha là một ca sĩ nổi tiếng có hơn 1 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Cuối năm 2022, Em Pha Waraha đại diện Thái Lan tham dự Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2022 ở Indonesia và giành ngôi vị Á hậu 1 nhưng lại bị cho rằng không xứng đáng. Đặc biệt, màn ứng xử lúng túng bằng tiếng Anh của Em Pha trong đêm chung kết càng khiến công chúng tức giận. Khán giả cho rằng nhiều người đẹp khác trong top 10 xứng đáng hơn Em Pha để giành ngôi vị Á hậu 1. Cách đây vài tháng, Hoa hậu Em Pha Waraha cùng Á hậu 5 Miss Grand Thái Lan 2022 Charlotte Austin đã trở về quê nhà sau chuyến lưu diễn cực cháy với tư cách là ca sĩ trong concert tại Mỹ. Tuy nhiên, trái với thái độ niềm nở chào đón của phần đông người hâm mộ, một bộ phận netizen đã liên tục đặt câu hỏi khó về việc Em Pha diện trang phục phản cảm biểu diễn trong không gian như quán bar, nhà hàng. Đáp trả truyền thông xứ sở Chùa Vàng, Hoa hậu Hòa bình Thái Lan 2022 cho biết, nhà hàng, quán bar thì sao? Tôi thấy đó không là vấn đề gì, dù ở bất cứ nơi nào, nếu có khán giả theo dõi thì đó vẫn là đêm nhạc, chúng tôi biểu diễn ở nhiều nơi chứ không chỉ ở đó. Bên cạnh đó, Em Pha Waraha cũng đanh thép vỗ mặt anti-fan khi khẳng định sân khấu lớn hay nhỏ không quan trọng. Nàng hậu chỉ chú ý đến sự nồng nhiệt, yêu thương của khán giả, đây chính là thứ có tiền cũng không mua được. Bỏ qua mọi lời bàn tán không hay, người đẹp sinh năm 1995 vẫn tự hào vì không phải ai cũng có thể đứng hát ở đó. Được biết, tại buổi concert ở Mỹ, Em Pha Waraha đã khiến khán giả được dịp nóng bỏng mắt khi diện áo ngắn cũ như bikini lên sân khấu. Không chỉ thoải mái trình diễn, nàng hậu còn nhiều lần cúi người, nhận tiền tip làm người hâm mộ phải hú vía vì các khoảnh khắc hớ hênh, không dám nhìn thẳng. Dường như ngay lập tức, hình ảnh Miss Grand Thái Lan 2022 diện trang phục phản cảm và tổ chức concert tại nơi trông như quán bar, nhà hàng nhanh chóng nhận về hàng loạt các bình luận chỉ trích chê bai khi bị nhận xét không phù hợp với cương vị là một hoa hậu.